Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tỉnh khu vực Tây Nguyên bị ngập nhiều nơi. Thuốc đặc trị cúm Tamiflu bị săn lùng cháy hàng ở Hà Nội, loạn giá ở nhiều nơi. Mắm Oản nhiều tầng, giá cao được săn đón trong dịp lễ Vu Lan. Quang Huy và Tuyền Tăng xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trưa 12 giờ. Hôm nay ngày 12 tháng 8 cũng nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch, người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước long trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Xin chúc quý vị có một ngày lễ Vu Lan ấm cúng. Một phần không khí lễ Vu Lan chúng tôi cũng sẽ gửi đến qua hình ảnh mâm oản độc đáo trong chương trình ngày hôm nay, và ngay bây giờ sẽ là những thông tin được tổng hợp trong Chuyện Trưa 12 giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những ngày vừa qua trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn liên tục khiến cho nhiều nhà cửa, hàng nghìn hecta cây trồng bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ủy ban Nhân dân các địa phương đang chủ động phối hợp với các ban ngành tổ chức công tác ứng phó. Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là huyện biên giới Ea Súp. Hiện đã có hơn 50 căn nhà bị ngập sâu từ 20 đến 40cm. Khoảng 1.000 hecta cây trồng tại các xã bị ngập lụt, chưa xác định được thiệt hại. Chi nhánh thủy lợi Ea Súp đã phải tiến hành xả điều tiết nước qua tràn tại hai hồ Ea Súp Thượng và hồ Ea Súp để giảm bớt lượng nước trong hồ theo quy trình vận hành hồ chứa. Còn tại tỉnh Gia Lai, theo thống kê, hơn 1.500 hecta cây trồng bị ngập úng, chủ yếu là lúa nước, bắp và một số cây trồng dài ngày khác. Trong đó bị thiệt hại nhiều nhất là ở các huyện Phú Thiện, Yapa, Chư Prong, Chư Pư, do cây lúa đang trong giai đoạn trổ bông. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm cho một số ngầm tràn đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng bị sạt lở. Nhiều nhà dân ở khu vực trũng thấp cũng bị nước tràn vào, phải sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ủy ban Nhân dân các địa phương đang chủ động phối hợp tổ chức công tác ứng phó, trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hỗ trợ người dân có nhà bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn. Hôm qua 11 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng liên quan tới vụ cưa hạ hàng trăm cây thông ba lá tại Lô A và Lô B, khoảnh 15 tiểu khu 144B thuộc địa bàn của phường 8, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Các đối tượng khai nhận phá rừng ở Đà Lạt với mục đích chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Các bị can bị khởi tố tạm giam 3 tháng gồm Lê Thị Minh, 60 tuổi, quê quán Tuyên Quang, vợ chồng Bùi Thị Huyền, 38 tuổi, quê Hòa Bình, và Dương Kim Hà, 40 tuổi, quê Hà Tĩnh. Cả 3 bị can đều tạm trú tại phường 12 thành phố Đà Lạt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận phá rừng với mục đích chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, cơ quan công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập lấy lời khai 4 người có liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên. Trước đó, ngày 17 tháng 5, cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm thiệt hại vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 15, tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Theo thông tin bước đầu của cơ quan chức năng, đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, với hơn 300 cây thông bị cưa hạ trên diện tích gần 2 hectare rừng thông ba lá. Bệnh viện Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau bao tử với các biểu hiện ở hơi, ở chua, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Trang phục Linh Blood đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chứng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Blood chai lớn 80 viên tiết kiệm đến 91.000 đồng. Thời gian gần đây, do đang là cao điểm dịch cúm mùa cúm A nên thuốc Tamiflu đặc trị cúm được tìm mua nhiều hơn. Tại Hà Nội ghi nhận có hiện tượng đổ xô đi mua loại thuốc này để dự trữ, khiến cho các cửa hàng thuốc liên tục cháy hàng. Những nơi có bán thì giá thuốc lên xuống thất thường, mỗi nơi một giá khác nhau, khiến nhiều người dân có nhu cầu mua Tamiflu cảm thấy hoang mang về nguồn gốc cũng như là chất lượng của sản phẩm. Phải đặt trước ạ? Có đơn, bác sĩ. Có đơn bác sĩ người bán á? Vâng, thứ hai là giá lên cao vậy không dám nhập về.
Tamiflu mà em hùng. Không phải có đơn thì mới mua được á? Hôm trước mình có hỏi chị đồng nghiệp thì chị ấy mua giá thuốc với là 60.000 một viên. Nhưng khi mà mình lên mạng tra thì thấy giá thuốc đã lên đến 70.000 một viên. Và khi mà mình ra hiệu thuốc mua cho an tâm thì lại thấy đến tận 80.000, 90.000 một viên. Thì mình cũng đang không thắc mắc không biết là giá nào mới là chuẩn. Trên mạng Internet, không khó để tìm những chủ đề có liên quan đến thuốc Tamiflu và cả những shop bán online loại thuốc này. Với giá thuốc dao động từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng cho vỉ 10 viên, tâm lý lo lắng cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến người Hà Nội mua loại thuốc này về dự trữ. Hai hôm nay thì mình đi mấy nhà thuốc rồi, đều hết hàng, không mua được. Đợt này thì dịch nó đang căng thẳng ấy, nên là mọi người bảo là thuốc rất là hiếm, giờ có tiền không mua được. Mua online thì mình lại không dám, bởi vì mình không biết được nguồn gốc xuất xứ của nó như nào ấy. Nên là thấy nhiều người ta đi mua thì mình cũng sốt ruột. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Theo thông tin từ Bộ Y tế, Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nghi ngờ hoặc đã nhiễm cúm có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ. Việc bán thuốc Tamiflu chỉ được thực hiện khi có đơn theo chỉ định của bác sĩ. Không tự ý dùng thuốc, việc tự ý sử dụng Tamiflu sẽ làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc, dẫn đến những tác dụng không mong muốn, tốn kém chi phí không đáng có. Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải Best Companies to Work for in Asia, giải thưởng về nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022 do HR Asia Magazine, tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nhân sự bình chọn và công bố. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tổ hợp truyền thông giải trí hàng đầu Việt Nam Đất Việt VAC được vinh danh tại giải thưởng danh giá dành cho doanh nghiệp này. Lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại Best Companies to Work for in Asia. Đất Việt VAC một lần nữa khẳng định hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu Việt Nam xứng đáng là nơi làm việc đáng mơ ước tại châu Á. Trong 28 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp luôn kiên định với tầm nhìn thay đổi cách nghĩ về truyền thông giải trí tại Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Đất Việt nhận giải thưởng danh giá này mà là năm thứ 3 liên tiếp, và Dung cũng rất là vinh dự khi năm nay là năm thứ 2 Dung được cùng với các anh chị trong công ty đến đây để nhận giải. Thì Dung nghĩ rằng đây là một cái sự công nhận rất là xứng đáng dành cho công ty của mình, và Dung hy vọng rằng trong những năm sắp tới nữa thì công ty vẫn tiếp tục nhận được giải thưởng danh giá này, không chỉ là vì đây là một cái giải thưởng mà mình lấy cái danh hiệu không đâu, nhưng mà Dung tin chắc rằng mọi người rất là xứng đáng và công ty của mình sẽ ngày càng chứng tỏ được sự sáng tạo, đam mê trong công việc, và Dung rất là mong là trong những năm tới nữa mình vẫn sẽ có mặt ở đây để cùng với công ty nhận giải. Chúc cho Đất Việt VAC ngày càng thịnh vượng và phát triển trong nhiều năm hơn nữa. That's my love. Đất Việt VAC đồng thời là nơi quy tụ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tài năng và sáng tạo. Và chúng tôi cũng rất tự hào khi trong đội ngũ của mình có rất nhiều bạn trẻ vừa tài năng vừa giàu nhiệt huyết, và điều mà chúng tôi mong muốn nhất đó là mang lại cho các bạn một cảm giác, đó là cảm giác của ngôi nhà thứ nhất. Khi các bạn đến làm việc, các bạn được tôn trọng, các bạn được yêu thương, các bạn được cảm thấy tự tin để tạo ra những giá trị khác biệt cho bản thân và cho công ty. Với 72% nhân sự đảm nhiệm những vị trí quan trọng đang là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Y, Gen Z, tại Đất Việt VAC, các bạn trẻ có cơ hội được làm việc, được chia sẻ ý kiến, được hướng dẫn, đào tạo và làm ra những sản phẩm khác biệt. Từ đó, lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam đến với cộng đồng thế giới. Hơn một tháng qua, một đàn cá voi xanh khổng lồ liên tục kéo đến neo đậu ở biển Đề Di của xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đàn cá voi há miệng táp mồi, phía trên là bầy hải âu bay lượn khiến du khách đến với Đề Ghi Vũng Bồi cực kỳ thích thú và tò mò. Sau lần xuất hiện cách đây chừng nửa tháng, hai chú cá voi xanh lại xuất hiện tại khu vực biển Đề Ghi và ở lại khu vực này nhiều ngày qua. Theo anh Tâm Mỹ Toàn, một hướng dẫn viên du lịch tại Đề Ghi, người nhiều lần tận mắt chứng kiến cá voi xanh xuất hiện. Trước tháng 8, ở khu vực biển Đề Ghi có nhiều cá voi xanh xuất hiện, nhưng hiện giờ chỉ còn 2 con với kích thước rất lớn. Anh Toàn chia sẻ, chúng tôi đến đây để săn mồi vì lượng cá nhỏ ở đây khá nhiều, đa phần là cá trích, cá giò, cá cơm và bên trên chim hải âu tham gia săn mồi cùng. Hiện tại có 2 con lớn dài tầm 17m, con nhỏ dài khoảng 10m. Cũng theo anh Toàn, khu vực biển xuất hiện cá voi xanh còn hoang sơ và sạch, từ cửa biển Đề Ri đi thuyền khoảng 20 phút là tới.
Thưa quý vị, ngoài các loại hoa quả, trái cây thì oản là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi dân cúng tại gia vào ngày lễ Vu Lan. Những ngày này thì thị trường oản nghệ thuật sôi nổi hơn bao giờ hết. Các cơ sở sản xuất hàng trăm oản nghệ thuật mỗi ngày, đơn hàng tăng gấp đôi so với ngày thường trong dịp lễ Vu Lan. Nhân viên xưởng oản nghệ thuật này đang tất bật chuẩn bị hàng cho dịp lễ Vu Lan. Mỗi ngày xưởng bán hơn 100 sản phẩm, mức giá từ 400.000 đến vài triệu đồng, doanh thu đạt 500 đến 700 triệu đồng mỗi tháng, cao điểm có thể lên 1 tỷ đồng. Để phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhiều mẫu mã, kiểu dáng trang trí oản được ra đời qua những đôi bàn tay khéo léo. Trong đó, oản hoa sen và đầu tiên là hai sản phẩm bán chạy nhất trong những ngày này. Bánh oản tuy dân dã nhưng cũng trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ. Oản được làm từ bột nếp và đường kính trắng, pha quện một chút hương hoa bưởi, tạo nên sự tinh túy, thanh khiết. Trước khi trộn bột với đường, quá trình nấu đường phải đạt được một tiêu chuẩn nhất định. Đây là một yếu tố quyết định tạo nên hương vị thơm ngon cho bánh oản. Đường sau khi được xử lý sẽ được đem trộn với bột nếp. Sau đó, người thợ sẽ tiến hành cán bột. Công đoạn này đòi hỏi người thợ sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả kinh nghiệm. Hỗn hợp bột và đường sau khi phối liệu được đưa vào khuôn bánh và nén chặt. Khi bánh đã cứng, sau khi đợi một thời gian, sẽ được đem đi đóng gói, bọc màng PVC để chống kiến và bảo quản được lâu hơn. Thời hạn sử dụng oản nghệ thuật có thể lên đến 1 năm tùy theo điều kiện bảo quản. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương ghi nhận nhiều trường hợp người dân nhập viện cấp cứu do uống phải rượu có chứa cồn công nghiệp methanol. Một số trường hợp đã tử vong. Đây rõ ràng là một hồi chuông cảnh báo về thực trạng mua bán, tiêu thụ rượu không rõ nguồn gốc trên thị trường hiện nay. Rõ ràng, việc quản lý thị trường rượu cần phải được siết chặt hơn nữa, song song với đó là thái độ kiên quyết hơn của người tiêu dùng, nói không với những loại rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường hiện nay. Mới đây, 8 sinh viên đến ăn và uống rượu tại một quán ăn ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, một người tử vong tại phòng trọ, một người tử vong tại bệnh viện. Trong 6 người đang được điều trị, một người hiện đang nguy kịch. Theo chẩn đoán của bác sĩ, các bệnh nhân này đều bị ngộ độc rượu. Trước đó, tại Cà Mau, 3 người phụ nữ cũng tử vong sau khi nhậu liên tục 2 ngày. Nạn nhân cũng được chẩn đoán là ngộ độc rượu. Theo chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc rượu chính là sử dụng những loại rượu có lẫn hợp chất methanol. Là rượu mua ngoài chợ, mua ở đâu không rõ nguồn gốc thì thường những rượu đó là bị pha methanol. Và methanol là chất cực kỳ độc hại với cơ thể con người. Bởi vì là nó độc cho tim mạch và thần kinh, là có thể làm co giật, hôn mê và liệt cả hệ thần kinh, giống như người bị đột quỵ não và chết nhanh chóng. Hoặc là độc hư gan hư thận, suy gan suy thận cấp tính mà tử vong, không thể nào cứu được. Theo các phương tiện thông tin đại chúng, các vụ ngộ độc methanol trong rượu trong thời gian qua đa phần đều xuất phát từ những loại rượu không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên thị trường. Bên cạnh đó, rất khó phân biệt đâu là rượu pha methanol, đâu là rượu etylic thông thường. Chính vì thế, tình trạng ngộ độc rất dễ xảy ra. Cái việc mà cứ nhậu vui rồi cứ mua rượu không rõ nguồn gốc, rượu gia truyền, rượu ở đâu, thì nguy cơ ngộ độc methanol là rất cao. Methanol hoàn toàn nhìn màu sắc, mùi vị y chang như là rượu để uống, tức là ethanol. Đâm ra không có nói nhìn bằng mắt hay dùng bằng cái gì để mà phân biệt được hai loại rượu này. Và thông thường những loại rượu lậu, những rượu không rõ nguồn gốc là hay bị pha trộn với cái này. Nếu mà nặng thì có thể tử vong như những trường hợp báo đưa tin. Còn nhẹ thì là có thể là nó bị hư hại những cơ quan nội tạng về lâu về dài mà chúng ta không lường trước hết được. Các chuyên gia khuyến cáo người ngộ độc rượu sẽ có các triệu chứng như sau: động kinh, nhiệt độ cơ thể thấp, bất tỉnh, gọi hỏi không biết, thở khò khè, thở yếu, nhịp thở không đều, da môi, móng tay tím tái hoặc nhợt, lạnh, nôn nhiều, đau bụng, buồng trứng. Khi bệnh nhân mắc phải các dấu hiệu trên, người nhà cần đưa bệnh nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế. Trước những tác hại từ ngộ độc rượu, người dân nên hết sức thận trọng, không nên uống những loại rượu gia truyền, rượu nhập lậu hay các loại rượu giá rẻ trên thị trường, để tránh những thiệt hại về sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình.
Vi Tiên chẳng bao giờ bị bạc màu hay sần cũ vậy. Vi Tiên sử dụng Comfort mới đó, với công thức Ultra Care giúp bảo vệ quần áo khỏi bạc màu và sần cũ. Mùi hương cũng thật tuyệt. Không chỉ nước xả, Comfort này có thêm nước giặt dưỡng vải mới. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kazugenko đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế Nhật Bản, sữa mát tăng cân nhờ lợi khuẩn Nhật Bản, bộ ba chất xơ, hệ đạm quý và MCT giúp bé tăng cân khỏe mạnh, đã được chứng nhận bởi Hiệp hội Trao đổi Y tế Nhật Bản. Từ mạch nguồn khởi tạo, tôi luyện cùng thời gian, mang nhiệt lượng vững vàng, khởi sinh tinh thần thép. VAS vững vàng tâm thép. Supreme Gold cung cấp dinh dưỡng toàn diện với vitamin nhóm B và kẽm giúp ăn ngon miệng, tryptophan cải thiện giấc ngủ, glucoraphanin tăng đề kháng, canxi giúp xương khớp khỏe. Supreme Gold dinh dưỡng toàn diện, ăn ngủ ngon. Phủ nắng nóng chói chang, cùng La Vi về rừng mát mơ màng, ngột ngạt chờ đèn đỏ, cùng La Vi về biển xanh đón gió. Hè này, La Vi với tinh túy thiên nhiên đã sẵn sàng. Cùng La Vi đi khắp Việt Nam. Comfort, nước giặt dưỡng vải. Tuy là nước giặt nhưng lại dưỡng vải. Lại nước giặt dưỡng vải. Comfort. Tuy là nước giặt nhưng lại có dưỡng. Tuy dưỡng mà ra, tuy giặt mà dưỡng. Như dưỡng như ra, vừa giặt vừa dưỡng. Nước giặt dưỡng vải Comfort mới. Trong phần tiếp theo của chương trình, người phụ nữ bất ngờ lăn xuống đường khi đang ngồi trong ô tô. Hít xà trên trực thăng lập kỷ lục thế giới. Hoàng Thị Linh ra mắt album phòng thủ thứ tư. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống phản ứng nhanh lẹ tránh tai nạn của một nhóm bạn bè khi đang ngồi uống cà phê với nhau. Theo đoạn clip ghi lại, một nhóm bạn khoảng 10 người ngồi trước vỉa hè một cửa hàng bán trà, cà phê giải khát, say sưa nói chuyện. Lúc này, một chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng từ dưới đường bỗng nhiên chồm tới. Theo phản xạ tự nhiên, tất cả các vị khách đồng loạt đứng dậy, tản ra xung quanh để tránh rước họa. Phản ứng của các vị khách khiến nhiều người không khỏi bật cười. Tiếp theo chương trình là đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bất ngờ rơi ra khỏi xe ô tô dù chiếc xe vẫn đang di chuyển trên đường. Theo đoạn clip ghi lại, tại một ngã tư đường, ô tô này di chuyển chậm và bắt đầu quay đầu xe. Khi chuẩn bị quay xe hết đường, cánh cửa ô tô bên phụ bất ngờ bật mở. Một người phụ nữ đang dựa sau cánh cửa ngã lăn xuống đường sau đó. Rất may các phương tiện lúc này đều di chuyển chậm nên không tông trúng người phụ nữ. Phát hiện vụ việc, tài xế xe taxi đánh lái vào lề đường và người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy chạy lại phía xe ô tô. Sau khi lao lên vỉa hè tông đổ cây xanh, tài xế xe 4 chỗ xuống xe ngồi thiền trên vỉa hè. Đoạn clip ghi lại sự việc này khiến cho nhiều người xem không khỏi thắc mắc. Theo đó, chiếc xe ô tô 4 chỗ khi đang di chuyển trên đường DT743 đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì lao lên vỉa hè, chiếc xe tông đổ cây xanh và dừng lại. Sau đó, nam tài xế bước xuống xe, la hét, ngồi dưới tư thế thiền định, dùng tay vận công. Mặc dù người dân đến hỗ trợ nhưng không thể ngăn được các biểu hiện lạ của nam tài xế. Tổ chức dàn cảnh va quẹt để ra tay trộm tài sản, đây là thủ đoạn không mới nhưng nhiều người dân, đặc biệt là với phụ nữ vẫn rơi vào trường hợp này. Minh chứng là vụ việc ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Theo camera an ninh ghi lại, lúc này tại một điểm bán đồ ngay gần mặt đường, một người phụ nữ đi xe ghé mua đồ. Phát hiện con mồi, một người đàn ông chạy xe máy tới chặn phía sau xe của chị. Ông ta cố tình để xe mình quẹt vô đuôi xe của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng chú ý. Khi chị quay mặt lại phía sau thì ngay phía trước, đồng bọn nữ đã đứng chờ sẵn, thò tay trộm điện thoại để phía trước của chị. Thực hiện thành công, người phụ nữ di chuyển leo lên xe một đồng bọn khác đợi bên ngoài rồi tẩu thoát. Hành động của băng nhóm dàn cảnh khiến nạn nhân không kịp phản ứng.
Những người làm bánh ở Mexico đã phá vỡ kỷ lục của chính mình về chiếc bánh sandwich ở Mexico được gọi là torta với chiều dài 74m. Chiếc bánh này đã trở thành chiếc bánh lớn nhất từng được làm ở châu Mỹ Latin. Hàng ngàn mẫu bánh mì, rau diếp, hành tây và cà chua được pha trộn với hàng chục thành phần bao gồm hàng trăm lít mayonnaise, mù tạt và sốt cây. Mỗi phần của siêu torta lại có một hương vị khác nhau được nấu chín bởi các đầu bếp địa phương. Ngoài chiều dài kỷ lục đạt được là 74m, chiếc bánh còn được chế biến và lắp ráp nhanh nhất thế giới tại hội chợ torta ở Mexico với thời gian là 2 phút 9 giây. Chiếc torta được làm trong năm 2014 dài 63m, còn theo sách kỷ lục Guinness, bánh sandwich lớn nhất từng được làm vào năm 2005 tại Mỹ nặng gần 2.500 kg. Thưa quý vị, trên hình là Stan Vrnić đến từ Hà Lan. Mới đây, chàng trai 22 tuổi này đã ghi tên vào danh sách kỷ lục Guinness Thế giới với việc thực hiện 25 lần hít xà trên trực thăng trong một phút. Stan Vrnić là một YouTuber trẻ tuổi người Hà Lan. Chàng trai 22 tuổi này sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ các video thử thách về thể chất. Mới đây, thì Stan đã thuê một chiếc trực thăng tại sân bay Hovenen của Bỉ để thực hiện màn trình diễn đáng kinh ngạc dưới sự giám sát của giám định viên kỷ lục Guinness Thế giới. Stan đã thực hiện 25 lần hít xà trên trực thăng, qua đó ghi danh vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Thưa quý vị, đây chính là tay đua đóng thế Günther Steichemey, được nhiều người biết đến nhờ những pha dũng cảm trên chiếc Vespa. Anh từng gây chú ý bằng cách kéo một chiếc máy bay, và lần này thì anh mang xe lên đường ray để lập kỷ lục thế giới mới. Kỷ lục này khá đơn giản, đi xe ga trên đường ray trong khoảng thời gian dài nhất có thể. Cụ thể, anh Günther cần đi được hơn 10 phút 20 giây trên đường ray để xác lập kỷ lục thế giới mới. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nam diễn viên đóng thế đã xác lập kỷ lục thế giới mới với chiếc Vespa đi trên đường ray trong 10 phút 25 giây. Tuy nhiên, có một điểm trừ trong pha xác lập kỷ lục của Günther, đó là việc không đội mũ bảo hiểm. Ngay cả khi đi trên con đường ray không có người qua lại, điều này vẫn khó chấp nhận được. Mẹ không cho cậu ăn trong nhà, nhưng nhà cậu thì được, đúng không? Nhi ơi! Con không có ở đây. Cho mẹ tham gia với nha. Solai dinh dưỡng thêm 35% trứng tươi. Solai mềm dịu nuôi dưỡng yêu thương. Với dồi yogurt, sữa chua uống từ thực vật đầu tiên tại Việt Nam. Lên men tự nhiên từ sữa 5 loại hạt tốt lành. Thành mát vì trái cây Nhật Bản. Bùi bùi, béo béo. Với dồi yogurt, sữa chua uống từ thực vật đầu tiên tại Việt Nam. Liệu con có thể chống lại virus, vi khuẩn trong khoảng trống miễn dịch? Colos Baby với sữa non Colos IgG 24 giờ bổ sung lượng kháng thể IgG cao, giúp con trở thành nhà vô địch miễn dịch. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong. Miễn phí trọn đời các loại phí dịch vụ tài khoản và thẻ cho khách hàng trên app MB Bank, tại app MB Bank ngay hôm nay. Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, hỗ trợ giảm mỡ gan, giải độc, bảo vệ gan. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Từng hạt nêm chín su dây, từng hạt nêm chín su dây, ngọt thanh, ngọt thanh. Hạt nêm chín su ngọt thanh mới với 5 lần xương hầm cô đặc, chuẩn bị ngọt thanh đặc trưng của xương hầm cho mọi món ăn ngon hài hòa. Và anh đã tình yêu món môi ngọt thanh và ngọt thanh đã trao cho hạt nêm chín su ngọt thanh mới gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Chín su foods. Giây phút lấm bẩn bên con, mẹ như quay lại thời thanh xuân tươi đẹp. Nước giặt Omomatic Comfort với công nghệ màng trắng kháng bẩn xanh cùng ba lựa chọn hương thơm tinh tế mang lại cảm hứng thanh xuân cho mẹ. Omomatic Comfort xoay bay vết bẩn lưu hương bền lâu. TikTok đâu quay tròn 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 ủ rũ mệt nhoài. TikTok miệng thì ngáp ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mờ. TikTok không muốn làm, không muốn làm. Lờ đờ uể oải sau giờ trưa, hãy uống tăng lực vị cà phê Wake Up 247. Hương vị đậm mạnh từ tăng lực giàu năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lờ đờ uể oải sau giờ trưa. TikTok Wake Up 247 đập tan lờ đờ uể oải sau giờ trưa. Wow.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mới đây đã cho ra mắt album phòng thu thứ tư mang tên Linh với sự đầu tư chỉnh chu và hoành tráng. Đây cũng là món quà tinh thần mà nữ ca sĩ thực hiện nhân sinh nhật lần thứ 34 để dành tặng cho bản thân cũng như là các khán giả yêu quý của mình. Album Linh bao gồm 9 ca khúc Gieo Quẻ, Si Tình, Lúc Thấy Lúc Không, Bắt Vía, Đánh Đố. Ngoài ra thì ngày ra mắt album là ngày 11 tháng 8, cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 34 của cô. Tại sao lại tên là Linh? Bởi vì trong suốt một hành trình dài, Linh rất thèm những sự kết nối, Linh rất muốn ở cạnh thật nhiều người. Bởi vì Linh biết rằng sâu trong tâm hồn của chúng mình, ai ai cũng muốn rằng sẽ có những người bạn đồng hành trên chặng đường, đôi khi là mù mịt ở phía trước, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Linh cũng có những người bạn đồng hành ở phía dưới kia và những người bạn đặc biệt ở phía trên này. Và các bạn ý, các anh chị ý, các em ý chính là người đã cùng tạo nên album Link. Album phòng thu Vol 4 Link của Hoàng Thùy Linh hiện đã chính thức phát hành thông qua các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến như Spotify, iTunes, Apple Music, Nhạc Của Tôi, Zing MP3 và bản vật lý. Sắp tới đây, một siêu phẩm hoạt hình đã sẵn sàng và sẽ chào sân với khán giả, gia đình, môn phái võ mèo, huyền thoại, một chú chó từ góc là Pulse of Fury, The Legends of Hank sẽ được ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Dự án đánh dấu màn hợp tác lần đầu giữa hai cái tên vô cùng chất lượng, từng đứng sau thành công của nhiều siêu phẩm như The Lion King, Big Hero 6, Rob Mikoff và Mark Kuesser. Lấy cảm hứng từ phim hài miền viễn Tây Blazing Saddles của Mel Brooks vào năm 1974, môn phái võ mèo huyền thoại một chú chó kể về chú chó Hank nuôi ước mơ trở thành một samurai thực thụ. Bên cạnh chương phim hấp dẫn, tác phẩm còn quy tụ dàn sao lồng tiếng khủng như Michael Cera, Ricky Gervais, George Takei, Dương Tử Quỳnh, Samuel L. Jackson và ngay cả Mel Brooks. Bên cạnh bộ đôi đạo diễn là Minoff và Coesier, phim còn có sự giám sát của đạo diễn Chris Farley, cha đẻ của loạt phim Kim Possible. Hứa hẹn sẽ là tác phẩm chất lượng dành tặng khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới. Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón Carolina Bielowska, Hoa hậu Thế giới năm 2021, đến tham dự đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 vào tối nay 12 tháng 8 tại Quy Nhơn. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, đương kim Miss World 2021 Carolina Bielowski rạng rỡ trong chiếc đầm đơn giản với kiểu tóc xõa nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được nhan sắc của mình. Ngoài những hoạt động trong đêm chung kết Miss World Việt Nam, ban tổ chức còn công bố đương kim Miss World 2021 Carolina Bielowski và đoàn Miss World sẽ có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cùng top 3 Miss World Việt Nam 2022 sau khi đăng quang tại tỉnh Bình Định. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày mai lúc 12 giờ trên kênh HTV7, HTV9, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.